Hello, xin chào tất cả quý vị khán giả trên kênh của Hội Thiện Nguyện BDS của chú Tâm Sang. Thì hiện tại con là Tài Thiên đây, con xin chào cả nhà. Lâu quá con mới quay trở lại với những chuyến xe không đồng. Thì hôm nay con có một cái ca cũng rất là đặc biệt. Thì nãy con nghe phong phanh ở dưới, sư phụ con gửi cái ca lên là người này ở dưới Cà Mau thì nên có bệnh chuẩn bị chuyển qua Chợ Rẫy, nhưng mà nhà đơn thân quá không có người hỗ trợ cũng như tiền bạc để mình vô bệnh viện đó nha. Thì cũng nhờ bên Quỳnh Như đúng không? Dạ đúng rồi. Quỳnh Như hỗ trợ cái ca này. Thì bây giờ con và Mai Tim sẽ ra đầu cao tốc và đón hai bệnh nhân đó và đón Quỳnh Như lên xe rồi xem cái tình hình như thế nào nha cả nhà. Đó, đây Mai Tim. Rồi con xin chào quý khán giả. Thì con chúc quý khán giả một ngày chủ nhật thật vui bên gia đình và người thân nha. Thì giờ hai anh em con sẽ ra ngoài đầu cao tốc của Trung Lương Mỹ Thuận đón bệnh nhân lên nha cả nhà. Thì tình hình nghe nói là cái cô này là bị tai nạn xe. Cái không biết cái chân như thế nào á, thì chuyển từ dưới tỉnh lên thì hoàn cảnh rất là đặc biệt và khó khăn, nên mấy anh em và như sẽ hỗ trợ, nhưng mà hỗ trợ như thế nào thì mấy team xin mời quý khán giả cùng đồng hành với mấy anh em con nha. Rồi đang trên đường đi nha cả nhà. Thì đây là cái cung đường An Dương Vương từ cái khu vực tên lửa mấy cái chỗ công ty của con á cả nhà, 218 đường tên lửa phường Bình Trị Đông B quận Bình Tân. Thì ở đây con nói thêm chút nữa đó là ngay chỗ 218 đó là sư phụ hiện tại là đang bán cái cao su bóp có giá là 169k nha cả nhà, cùng với dầu phủ bạc cộng với dầu gội tóc siêu mượt, ủ tóc và kích thích tóc. Thì từ đó con chạy ra đây, con sẽ vèo phải về hướng Hương Dương Dương để con ra ngã tư An Lạc, dòng xe An Lạc để con lên cao tốc nha cả nhà. Cà Mau đưa lên là đầu bên tay trái mình này cả nhà. Cho tụi con quay đầu lại là gặp. Đây. Xe 76 hả? Xe không xe số tại sao vậy? Số 76 ta. Xe mình ở dưới Cà Mau lên đúng không anh? À đúng rồi. Bây giờ xe sang bệnh nha cả nhà. Sang bệnh. Cô xua tay xuống. Ok. Dính cái nệm. Tâm nhiều nha, cảm ơn đã đưa người nhà lên đây an toàn nha. Thành phố luôn hả?
đoán được bệnh rồi nha cả nhà. Đó, cái cô chú này với Cà Mau nè, cái còn cô này là cô té xe, cái người áo xanh là con và người áo đỏ là chị em gì đó. Thì để chút xíu nữa con sẽ hỏi thăm tình hình sức khỏe cũng như hoàn cảnh gia đình nha cả nhà. Để con xíu nha. Rồi, hello cả nhà, con là Phi, là tài xế của hội thiện nguyện BDS của chú Tấn Sang. Thì cho con hỏi một số chuyện được không cô? Được. Cô cái cô này là cái cô bị té xe à? Cô này là chị của cô. À, chị của đi cô. Đi bán vé số, rồi ở sau lưng cô có thằng bé nó chạy đi xưởng. Cái xưởng nó bị té, té gãy cái xương máu chuyển ra đùi trên. À, giò phạ trái, còn bên phải thì cái đầu gối ra bị nứt. Dạ. Cô có thể cho con biết được cô mình ở đâu, tên họ không cô? Cô Dương Kim Thệ này là sống ở dưới huyện Cái Nước, là bán vé số không, hồi đó vợ với Cái Nước là có hơn 20 năm. Bán vé số hơn 20 năm rồi? 20 năm, mướn nhà trọ ở. Dạ. Rồi cô nãy cô nói là tên gì đó? Dương Kim Thệ. Dương Kim Thệ, dạ năm nay nhiêu tuổi cô? 71 tuổi. Không có bà con dòng họ gì hết cô? Người nhà gia đình đơn chiếc nữa, với anh em hai, có hai ông anh với hai chị em. Dạ. Mà hai ông anh bị tai biến không? Dạ. Dạ. Còn cô là? Còn cô là em út của cô Thệ. Cô tên gì? Cô tên Dương Phụng Hà. Dạ, cô Hà. Cô Hà năm nay nhiêu rồi cô Hà? Năm nay 64 tuổi. Dạ. Cô Hà ở dưới, cái cũng dưới Cà Mau luôn à? Cô dưới Cà Mau. Dạ. Cô Hà có làm gì không cô? Cô lúc trước cô ba đổ hoa câu bán. Dạ. Rồi cô sinh đứa con nuôi á. Dạ. Cô kiếm để, tại không có gia đình. Dạ. Cô kiếm đứa con để sau này nhờ hủ hỉ. Dạ. Còn cô Thệ có con không? Cô Thệ có bé này với một bé kia mà nó bị hai chồng thôi lâu dữ rồi, con và còn có đứa, con đứa con gái mà chết rồi. Dạ. Đứa gái 45 tuổi. À, anh chú đó nhiêu tuổi rồi? Tên nó là tên Tí. Tí. Tí mà Tí. Mà nó 47 tuổi. 47 rồi. Hơi khờ. Rồi anh Tí mình dưới có làm gì không cô? Nó đi làm hộ, người ta kêu làm hộ, nó đi làm kiếm tiền. Rồi sao biết bên chú Tấn Sang? Sang nhờ chị Mãi á. Chị Mãi sống dưới Cái Nước thôi, quen biết bà chị. Rồi thấy tình cảnh này quá bi đát, cho nên cô giúp đỡ. Tại vì á là đụng mà bên kia không có bồi thường, không có lo ha. Bồi thường. Ừ. Rồi hình như con nghe nói là có điện cho bên cho chỗ Quỳnh Như đúng không con? Cô biết. Rồi vậy rồi ai liên hệ? Cô Tư á. Cô Tư chứ hả? Cô Tư Cà Mau Cái Nước rồi. Tư Mãi vậy đó. Dạ. Giờ là mình chuyển thẳng qua Chợ Gãy luôn hay sao con? Cái này trong giấy xong đây là chuyển qua Chợ Gãy. Cho con mượn được không? Dạ. Con cảm ơn cô. À, trong giấy này là mình chuyển viện từ Cái Nước. Mình chuyển thẳng lên Chợ Gãy hả con? Chợ Gãy. Dạ. Rồi. Bị bệnh gãy liên máu, chuyển xương đùi, gãy mâm trài, nao đau, khám bệnh tỉnh đau hán. Này gãy luôn rồi. Này mình chuyển thẳng qua Trà Rẫy rồi. Thế rồi để coi người ta điều trị sao. Con tưởng đâu nhẹ. Phải bị cấp khớp rồi, con xương khớp rồi con trị được. Bệnh xương khớp con có ca sơ bóp hay lắm, con làm được. Đâu con phải chơi rồi con. Dạ. Thôi cô với dùng anh á, anh Tí với cô Thể có ăn gì chưa ta? Có ăn được. Cô nói chuyện được không cô? Được. Dạ. Cô nhiêu tuổi rồi cô? Cô Dương Vinh Thệ 71 tuổi. 71 tuổi, con nói chuyện hơi lớn, con sợ cô nghe, con nói chuyện hơi lớn xíu nha. Được. Dạ. Rồi cô thấy trong mình trong mấy cô làm sao rồi? Bây giờ sức khỏe rỗng như bình thường. Dạ. Sức khỏe bình thường chưa? Bình thường. Ừ. Con có đói bụng hay khát nước gì không? Cô mới vừa cho Phụng Hà ăn, cho cô ăn. Dạ. Mình đi xe từ dưới lên đây mệt không cô? Không em mệt. Không mệt luôn hả? Đỡ lắm ha. Dạ. Rồi. Rồi cô còn bị cái giò thôi đúng không? Chứ trên người là không có bị gì khác ha. Ừ.
Rồi thường thường ở nhà dưới cô bán ngày bao nhiêu tờ vé số? 200 vé. 200 vé là bán từ sáng tới chiều luôn. Từ sáng. Ừ. Bán được 20 năm rồi. 20 năm. Có khi nào cô bán trúng đặc biệt không? Có trúng đặc biệt ăn ổn được. Có trúng đặc biệt ăn ổn sao cô không giữ tờ nào cho vậy? Bán cho người ta. Bán cho người ta trúng người ta không cho cô luôn. Có cũng cho chút nữa. Cho chút đỉnh nha. Đâu có nào ôm nữa coi chúng rồi con ghẹo cho cô bao khỏe thôi nha. Có ôm chúng được 2 lần ăn ủi. Ôm chúng 2 lần ăn ủi luôn. Trời ơi, bán 20 năm trời. Rồi thì thôi con chúc chắc bây giờ con đưa cô vô thẳng trong trại rẫy. Trong cái để cái bé Nguyễn Quỳnh Nhân lại rồi nói chuyện với cô sau. Bây giờ anh em con sẽ tiếp tục lên đường nha cô. Rồi, cô cảm ơn con nhỉ. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn anh Tý, anh Tý có gì nói không anh Tý? Dạ. Cô có gì nói không? Tôi cũng trước mắt là cô nhờ các mạnh thường quân giúp đỡ do hoàn cảnh của người chị. Dạ. Cô không thể nào mà có khả năng đủ để lo cho chị. Dạ. Mà thấy chị nằm thấy thảm thương quá. Dạ. Thì cô cứ cầu mong là mạnh thường quân giúp đỡ dùng cái cảnh ngặt nghèo này. Dạ. Thân thì đi bán vé số, nhà không có, muốn nhà trọ mà giờ người ta không cho vô nhà trọ ở nữa. Dạ. Mà nhờ dì Tư Mãi ở dưới có liên hệ cái gia đình nó cũng từ thiện, cái cô giáo thôn vậy đó từ thiện cũng rất là từ thiện mới cho ở được căn nhà đó. Dạ. Tới khi mà chị bệnh xong mà được có nhà đó ở. Dạ. Mà cô ăn của người ta một ngày thì tháng thì 500, nhưng mà bớt cho chị Tư 100 còn 4. Dạ. Yeah. Cũng đỡ quá, cũng mừng quá. Thôi gán vẽ cô ơi, con đưa cô vô trọng. Thôi con xin chào cả nhà nha. Rồi thì anh em con cũng đã đưa cô đến được cái bệnh viện Chợ Rẫy rồi nha cả nhà. Thì cái giấy chuyển tuyến lên thì con có thấy để cho nên con đưa vào Chợ Rẫy. Rồi đây là cổng cấp cứu của bệnh viện Chợ Rẫy nha cả nhà. Con cũng không có thể quay thêm cho quý khán giả xem tiếp tục nữa. Để coi tình hình như thế nào cả nhà. Tắt đèn. Tắt đèn. Con sẽ ngồi trên xe nha cả nhà. Ôi, chào cả nhà. Thì hồi nãy giờ cả nhà cũng theo dõi cái hoàn cảnh của cụ thể với cái chị của cụ thể, của em cụ thể với con cụ thể rồi. Thì cái hoàn cảnh của cụ thể nó rất là, nói sao ta, con cũng biết nói sao, nó đơn chiếc đó cả nhà. Thì thì bé Như bé cũng có cho tiền và hỗ trợ cái ca mổ cho cô thể luôn đúng không? Đúng rồi. À, thì anh em con cũng đã đưa cô vô bệnh viện Chợ Rẫy rồi. À, tại vì trong bệnh viện thì tụi con không có quay được nhiều, chứ lại tụi con cũng không có đi tới đi lui, trong đây có bảo vệ cả nhà, với lại đông người quá, với lại tụi con nói chung là tụi con chỉ biết có việc là đưa vô trong tới đó, xong là tụi con phải sẽ đánh xe ra liền, xe tụi con không được đậu lâu trong đó nữa. Đó có được quy định từ trước tới giờ của bệnh viện này nha cả nhà cũng thông cảm cho tụi con. Rồi tiếp. Rồi mình tên xin chào quý khán giả. Thì mọi người cũng đã nghe lời tâm sự của em gái của cô Thệ về hoàn cảnh gia đình của cô Thệ. Thì thật sự là tai nạn không ai mong muốn hết. Với một phần nữa là cái bên gây tai nạn người ta cũng rất là khó khăn. Thì hai bên gia đình ai cũng bên khó khăn hết. Thì cô Thệ cũng không có làm khó dễ gì bên gia đình kia. Thì người ta hỗ trợ được tới đâu thì cô Thệ cũng cố gắng, còn lại do sự trợ giúp của mọi người thôi. Thì thấy hoàn cảnh như thế thì cũng có một cái cô Tư ở dưới
cái nước Cà Mau thì cũng có hỗ trợ kêu xe của Hương đưa lên, thì tới đầu Sài Gòn thì có nhà bên họ thì nguyện BDS đưa cho cô vô tới bệnh viện Chợ Rẫy để giúp đỡ cô. Thì cũng như là anh Phi nói thì bạn Nguyễn Quỳnh Như cũng như là sư phụ cũng đã hỗ trợ, hứa là hỗ trợ cái ca mổ cho cô, thì mong rằng cái ca mổ là sẽ tốt đẹp, không có gì xảy ra hết, để cho cô có thể là đi đứng lại được, để bán vé số để lo cho cuộc sống gia đình. Thì cô có hai người con, nhưng mà người con gái lớn thì cũng đã mất rồi, cũng khá là lâu. Thì còn một anh cũng khá là lớn tuổi, nhưng mà tính hơi khờ ở cái nhà, không có được lanh lợi như người ta, cũng sợ để nhà không có được, không ai chăm sóc, thì cũng đi theo để lo cho mẹ được cái gì lo, thì cũng rất là tội cho anh. Thì thôi thì anh em con cũng như là sư phụ và bạn Nguyễn Như chỉ biết chúc sức khỏe cho cô mạnh khỏe, mau bình phục để về với gia đình. Thì chừng nào mà cô khỏe thì tụi con sẽ đưa cho cô về quê. Thì cũng như là lời hứa của bạn Như, chừng nào mà ca mổ thành công xong xuôi hết cô khỏe thì sẽ đưa cho cô về quê nha nhà. Rồi thì tối rồi, thì giờ cũng đã là 12 giờ đêm của ngày 7 tháng 8 anh nha, năm 2023 rồi. Thì giờ anh em con sẽ quay lại hội ngủ, thì nếu mà có ca tới cấp cứu thì như thế nào thì anh em con sẽ tiếp tục để giúp đỡ. Thì thôi giờ anh em con xin kết thúc clip ở đây. Chúc quý vị giả mai có một ngày đầu tuần nhiều sức khỏe để tiếp tục công việc nó thuận lợi. Ta nói là vì đầu chui thì đuôi sẽ lọt, ngày đầu tiên đi làm thì mọi việc nó thuận lợi thì cả tuần nó sẽ thuận lợi luôn nha cả nhà. Thì cả nhà cũng không quên nhớ ủng hộ ca sơ bóp của sư phụ con nghe cả nhà. Đánh vậy nay nói nhiều rồi nè. Rồi thì anh em con sẽ kết thúc clip tại đây nghe cả nhà. Đêm nay đừng có ca cấp cứu nào để con ngủ, sáng nay con còn bách xa dạo nữa, sơ bóp bách dạo nữa. Rồi thì qua đây thì cả nhà cũng đừng quên ủng hộ cái cao so bóp tại địa chỉ 218 đường Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân nha cả nhà. Đó, lại đó, tại hiện sẽ so bóp cho cả nhà. Chứ, hẹn gặp lại cái clip khác nha cả nhà.